Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Vụ tai nạn thảm khốc của nhân viên Harrison Deal trong chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Kelly Loeffler chỉ xảy ra vài giờ sau khi thống đốc bang Georgia, Brian Kemp kêu gọi kiểm tra chữ ký các lá phiếu bầu của tiểu bang. Kênh truyền thông địa phương WTOC đưa tin, Harrison Deal, 20 tuổi, là phụ tá của thượng nghị sĩ Kelly Loeffler, từng là cựu thực tập sinh của thượng nghị sĩ David Perdue và là bạn trai của Lucy con gái của thống đốc bang Georgia, Brian Kemp, là người duy nhất thiệt mạng trong vụ tai nạn xe và bốc cháy bí ẩn trên xa lộ liên tiểu bang 16. Cái chết của Harrison Liu xảy ra vào sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 12, chỉ vài giờ sau khi thống đốc Kemp kêu gọi kiểm tra chữ ký trên các phiếu bầu và xảy ra một ngày trước cuộc vận động của Tổng thống Trump tại Georgia. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn từ vụ tai nạn cách đó hơn một dặm, Họ kể lại rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp và hy vọng Hatchatom sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ này. Đã có nhiều nghi vấn về vụ tai nạn đột ngột, đặc biệt trong bối cảnh anh này có liên quan đến chiến dịch tranh ghế thượng viện đang diễn ra khốc liệt của bà Kelly Loeffler. Cũng có ý kiến cho rằng, việc thống đốc Brian Kemp thông báo kiểm tra các chữ ký sẽ là vô hại đối với những người không có gì để che giấu, nhưng lại gây ra sự lo lắng đối với những kẻ đang che đậy những điều mờ ám. Còn luật sư Linwood thích rằng, Kinh hoàng, giống như một vụ nổ bom. Về Harrison Dill, tôi cầu nguyện cho cái chết không đúng thời điểm của anh sẽ được điều tra làm rõ. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của các quan chức Georgia. Chúng ta nên cầu nguyện cho đất nước và Tổng thống của chúng ta. Và tất cả chúng ta nên cầu nguyện. Tổng thống Trump bày tỏ sự chia buồn đến với Harrison Dill và gia đình của anh tại cuộc vận động của ông ở Georgia vào ngày 5 tháng 12. Cái chết của Harrison Liu đã khiến thống đốc Kemp không tới tham dự cuộc vận động của Tổng thống Trump vào tối ngày 5 tháng 11. Hiện nguyên nhân của vụ cháy xe đang được điều tra, các nhà chức trách chưa đưa ra bình luận cụ thể về vụ tai nạn đột ngột này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Những diễn biến xoay quanh cuộc bầu cử sẽ tiếp diễn ra sao? Tình thế của bầu cử sẽ thay đổi như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng TCT trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!